Cô ơi, dạo này con thấy anh Quang thay đổi như sao á. Ủa, thay đổi làm sao? Dạo này nó cứ đi suốt à, nên cô cũng không biết nữa. Hồi lúc trước ảnh còn ghé rủ con đi ăn này ăn kia. Bây giờ con qua tới tận nơi rủ ảnh mà ảnh còn không chịu đi với con nữa. Chắc là nó bận quá đó, con thông cảm cho nó đi. Con biết là ảnh bận, cho nên là đâu phải lúc nào con cũng gặp ảnh đâu. Nhưng mà dạo này con thấy ảnh sao á cô, làm chuyện gì cũng qua lo cho có vậy đó cô. Để em coi xem anh sẽ đi đâu. Em không tin là anh sẽ giấu được em. Sao Bích Ngọc lại ở đây ta? Không lẽ Bích Ngọc đang theo dõi anh Quang hả? Chết rồi, không được. Mình không thể làm phiền mối quan hệ giữa Ngọc và anh Quang được. Can, can, đi với mẹ nè con. Đi, đi. Đây lên. Làm ba đi. Đi. Sao em lại ở đây? Em hỏi anh câu này mới đúng á. Ai bệnh nằm ở đây mà người đó với anh có mối quan hệ gì với nhau? Em đang theo dõi anh đó hả? Giờ này chắc nhỏ đang ăn trưa. Tranh thủ ghé qua coi coi. Vô đi. Làm việc chăm chỉ quá quên em luôn rồi ha. Em ngồi đi. Em sợ anh bận họp cho nên có nhắn tin cho anh trước mà không thấy em trả lời. Sáng giờ anh bận quá, anh chưa được điện thoại nữa. Mà tới đây có chuyện gì không? Phải có chuyện mới tìm anh được hả? Vô đi. Có chuyện gì vậy? Dạ thưa anh, có hợp đồng mới từ anh Việt để gửi cho bên đối tác. Đưa coi. Sao vậy? Có chuyện gì hả? Dạ không, tại vì bình thường anh ký anh thường coi rất kỹ, sao hôm nay anh ký nhanh quá. Tại anh tin tụi em mà. Với lại hôm nay anh có việc gấp nữa. Dạ, em cảm ơn anh, vậy em về làm việc tiếp đi ạ. Anh ăn gì chưa? Sáng giờ anh lu bu quá, anh chưa ăn gì nữa. Em ăn gì chưa? Em chưa, hay là đi ăn với em nha. Chắc là không được rồi. Tại vì giờ này công việc lu bu quá. Hay vậy đi. Để vài bữa anh sắp xếp, anh mời em đi ăn sau ha. Anh dạo này vô tâm với em quá nha. Lúc trước anh còn qua tìm em, bây giờ em qua tận nơi tìm anh luôn mà anh còn nói bận nữa. Anh nói rồi mà, dạo này công việc lu bu quá. Vài bữa sắp xếp mà anh đi ăn sau nha. Bây giờ phải đi rồi ha. Nè, anh Quang. Làm cái gì mà gấp gáp dữ vậy? Bữa nay bộ con không đi quay hay sao mà rảnh rỗi ghé cô chơi vậy? Dạ con mới đi quay về. Hồi nãy con có ghé rủ anh Quang đi ăn nhưng mà anh bận. Ủa vậy rồi con ăn uống gì chưa? Dạ chưa. Thôi để cô kêu dì Tư nấu gì cho con ăn nha. Dạ thôi khỏi đi. Con nói thiệt với cô là con cũng đang buồn lắm, cho nên là không muốn ăn gì hết. Con buồn chuyện gì vậy? Nói con nghe coi. Cô ơi, dạo này con thấy anh Quang thay đổi như sao á. Ủa, thay đổi làm sao? Dạo này nó cứ đi suốt à, nên cô cũng không biết nữa. Hồi lúc trước ảnh còn ghé rủ con đi ăn này ăn kia. Bây giờ con qua tới tận nơi rủ ảnh mà ảnh còn không chịu đi với con nữa. Chắc là nó bận quá đó, con thông cảm cho nó đi. Con biết là ảnh bận, cho nên là đâu phải lúc nào con cũng gặp ảnh đâu. Nhưng mà dạo này con thấy ảnh sao á cô, làm chuyện gì cũng qua lo cho có vậy đó cô. Hay là dạo này chú nghỉ làm, công việc dồn lại nên nó hơi lu bu một chút. Con thì con nghĩ có khi nào ảnh còn việc khác ngoài công ty không? Tại vì lúc này con thấy ảnh cũng ít lên công ty lắm. Hay là con để ý theo dõi nó giùm cô nha. Tự nhiên nghe con nói vậy cô cũng thấy lo quá à. Dạ. Vậy thì con sẽ quan tâm ảnh nhiều hơn. Để xem trong chuyện này còn khúc mắc gì không nữa.
Lát nữa xuống bếp cô nấu miếng cho ăn nha, chứ để bụng đói vậy sao được. Cảm ơn cô. Nè, uống miếng nước đi. Dạ. Để em coi xem anh sẽ đi đâu. Em không tin là anh sẽ giấu được em. Sao Bích Ngọc lại ở đây ta? Không lẽ Bích Ngọc đang theo dõi anh Quang hả? Chết rồi, không được. Mình không thể làm phiền mối quan hệ giữa Ngọc và anh Quang được. Can, can. Đi với mẹ nè con. Đi, đi. Đây lên. Làm ba đi. 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 Mẹ dắt con xuống sân chơi nha. Mẹ. Ken ơi, đi đâu rồi ta? Sao em lại ở đây? Em hỏi anh câu này mới đúng á. Ai bệnh nằm ở đây mà người đó với anh có mối quan hệ gì với nhau? Em đang theo dõi anh đó hả? À, không phải. Em lo cho anh thôi, tại vì em thấy dạo này đột ngột anh bận bịu quá đó. Không thể để cô biết Ken là con của mình được, giờ chưa phải lúc. Thật ra thì người quen của anh nằm viện ở đây, anh tới thăm thôi. Nếu như mà anh nói cho em biết thì em đâu phải mất công đi theo anh. Em biết làm như vậy cũng đâu có đúng đâu. Em biết làm vậy không đúng là được rồi, ai cũng có góc riêng mà đúng không? Nhưng mà sau này có chuyện gì anh đừng giấu em nha. Dù sao em với anh cũng là bạn bè mà. Trước truyền thông mình còn đang yêu nhau nữa, cho nên là có chuyện gì anh cứ nói. Có gì mình còn phối hợp với nhau ha. Anh biết rồi. Mà người quen anh đâu? Em vô thăm nha. Không có, hồi nãy anh vô mà không có. Chắc là đi dạo đâu đó rồi. Thôi để đưa em về ha.